và Thiên Nhân Bốn Phương xin mến chào quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con ở cầu Mỹ Thuận 2. Hôm nay là ngày 8 là buổi chiều rồi. Thiên Nhân mời quý bà con cùng Thiên Nhân đến cầu Mỹ Thuận 2. Và hôm nay là ngày 8 buổi chiều tầm 2 giờ ngoài đây. Và mình lên mình xem mấy anh đang chuẩn bị lắp bảng hiệu, bảng chỉ dẫn. Mấy anh đang sơn lại những cái chỗ mà nó hơi trầy trụa rồi đó. Mấy anh sơn rất là kỹ ha. Làm sơn lỡ trơn. Và mình thấy sơn là hết, không có để một cái vết đen nào luôn á. Chiên rồi, nói về là mấy anh này chiên về làm những cái tấm bảng. Hàng những mối hàng là chắc chắn đẹp đẽ luôn, sàn xong rồi sơn rồi. Mấy anh sơn là hết. Ở đây là cũng chuẩn bị ráp lên, ở đây còn hai biển. Đằng kia thì có những thiết bị đầy đủ rồi. Coi như là mấy anh chờ để mấy anh ráp lên nữa. Thấy kỹ không? Ghê không? Quá đẹp. Sơn trơn. Sơn là hết luôn đó. Ghê không? Quét lao ngay chỗ đó là nó bị ế rồi sơn luôn. Ở bên đây thì anh bạn hàng lại hàng cái đế đó với lại cái ống thép vô để chuẩn bị cặm dựng lên dựng bảng hiệu dày cui luôn á. Que hàng là 2.6 rồi, xài máy điện tử luôn đó, kéo dây cũng hơi khá là dài luôn mà hàng vẫn nổi ha, quá đã luôn, hàng điện tử mà. Hàng mới hàng rất là đẹp luôn. Và đây mình có thể mình chia sẻ cùng các anh em bạn hàng ha, ngành với lại là mấy anh thợ nè, xem anh thợ làm hàng những cái công cụ thiết bị để có những bảng chỉ dẫn đẹp không? Rất đẹp thử luôn. Đẹp luôn. Nghề này được bao nhiêu năm rồi? Đó. Thử. Trong nghề hàng này bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm. Đó. 12, 13 năm rồi. 12, 13 năm luôn rồi đó. Trong nghề. Rồi mình thì cũng thích hàng lắm mà con ha. Thấy hàng cũng thích thích dòm. Hàng giải cá rồi hàng bon rồi coi như là mình tùy theo sắc đó. Mấy anh thợ hàng đây hay lắm. Đây là sắc dày nữa. Cách này là sắc trụ bản hiệu làm dày lắm. Cái đế rồi, cái đế dày. Cái đế này chắc hơn phần quá. Cái đế này chắc 2 phần. Vâng, phần. Ờ, phần 20 phải không? Ờ. Hay quá, sao mình nói ngay trúng vậy ta. Dày. Để bắt lên làm trụ bản mà. Có khoan 4 lỗ. Nè, chạy tới là 250, 257, 258 vậy. Dòng điện. Như vậy là hấp dẫn á. Đây là lan can rồi được đầy đủ trơn luôn.
cái này nữa mình đem mình cầm xa xa ngoài kia không, hay là mình cầm gần đây đây? Dạ. Cái này nữa mình cầm ở đâu? Cầm ở bên kia. Ồ vậy hả? Cái này một trụ một bản hay là hai trụ này mình đưa vô một bản? À, một bản nữa. Ờ hai trụ. Ờ hai trụ này mình gắn một biển hen. Vâng. Ờ một chung một biển. Ờ chung một biển đúng rồi. Nhỏ mà. Hai trụ. Hai trụ cái mình để một chung một biển chứ không phải là một trụ một biển mà con. Này hai trụ nữa cầm lên cái gắn vô một biển. Ở đây thì cái bát chữ U để gắn trên giá Long Môn. Bát chữ U nè bà con nhìn quá trời luôn. Nặng lắm đó, hôm đó là nghe anh bạn anh nói là tới 50 kg luôn. 50 kg một cái cục này nè. Còn cái tấm lan can này thì hình như là tới 90 kg. Như mình nghe nói. Mình nghe hôm đó có ông anh chia sẻ. Rồi mai mốt mấy anh sẽ gắn những tấm biển chỉ dẫn lên nữa là rất là đẹp luôn đó. Rồi thôi em ở làm ha. Dạ vâng. Ờ anh chạy lên trên này anh chia sẻ cho bà con xem. Rồi mấy anh này cũng nấu nước cũng dễ thương á, mình hỏi là mấy anh nói trả lời hết á. Thì mấy anh cũng vui tính lắm bà con ha. Di chuyển lên đây xem thì đây cũng vòng vòng đây để mình xem có gì đổi mới không nghe bà con ha. Đây nghe bên đây là cái cầu phía dưới. Ở đây thì khung hàng rào rồi nè bà con, làm xong hết rồi. Ở đây thì thiết bị hàng rào rồi những cái trụ chống chói, những thiết bị hàng rào ha, đầy đủ hết. Mấy anh đang làm đầy đủ hết luôn, có những cái trụ cột bự bự luôn. Xe đang chở đồ, xe đang chở thiết bị của hàng rào. Rồi mình sẽ quay cận cảnh cho bà con xem những cái cống. Đang làm. Rồi ngó anh đây một chút coi. Thì đang đặt cống. Nghe kêu không nghe rồi. Cái mình cũng thường thường mình ngồi uống cà phê nghe đó đó, cho nên mình gặp với cái anh chủ quán cà phê làm cống đầy dài chở luôn hay mà con nghe. Có đôi đường nước, gọi là đường nước. À, làm trên vỉa hè nữa rồi bắt đầu cái là đừng cho nước nó thoát xuống đường nước đây, quốc lộ 80 bà con ha. Hôm ơi thì mình chia sẻ với bà con thì mấy anh kia, mấy anh đục khoan này kia, đục cắt á, rồi mấy khoan đục bê tông, đục khẽ khẽ vô, đừng gắn cái này nè, gắn cái này vô
gắn cái lồng này nè bà con, gắn cái lồng này vô trong đó đừng nghe nữa, có gắn đường điện á, hai bên hai lỗ, trên này cũng hai lỗ nữa, trên này nè, đây là trụ đèn á, nè đó, nó có cái đường ống để sẵn, đây trụ đèn. Thì hôm đó hôm ơi này là mấy ảnh đang làm cái công việc đó, mình cũng có chia sẻ một đoạn xíu ngắn để bà con xem. Tiếp tục tối đa 50 là như cái biển giảm tốc độ kìa. Ừ. Là cái biển đấy là chuẩn bị lối ra. Ừ. Thì là nó sẽ có cái vị trí là biển 50 để rẽ ra đằng Cao Lãnh. Dạ, thì là báo hiệu cho các xe này đến tới là giảm tốc độ để rẽ. Để rẽ. Dạ. Cái này bắt quật kìa, bắt quật xong. Bốn năm. Bắt quật là mấy bên Tiền Giang. Tiền Giang. Này quán lại đẹp dữ vậy ta. Ừ. Cái hồi đó là đâu có được dán gì đâu cái này. Ừ, cái này không dán. Đó là sơn không ha? Sơn. Cái này dán. Sơn là các đường ngày trước thôi. Rồi. Bây giờ tất cả đều dán hết. Dán hết rồi. Các đường liên tỉnh bây giờ cũng dán giấy này hết. Dạ. Hồi đó sơn không hả? Bây giờ dán. Cái này có khi bằng keo nó dính vô. Km 107. Cái này là mình tính từ bên Cần Thơ qua hay là tính từ bên Tiền Giang? Tính như vậy là đầu này xuống như này là 105, nó sẽ đổ bê tông này. Dạ, để về Cần Thơ thôi. Tốc độ tối đa 50. Chậm nhất là 50. Ừ. Cho phép 50 thôi. Không cho nữa. Nhưng mà giờ nắng. Ờ chừng nào đó cá? Chưa tới đâu, chưa tới giờ hả? Cháu. Chưa tới không? Chưa tới giờ đó cá. Vậy là cái biển đó là quyết định để luôn không có đổi nha. Đây có đường hẹp, đi vào đường hẹp. Cái biển màu xanh đó là
hết đó nói rồi hả, cái biển đó đó. Biển nó bị thắc mắc nhiều lắm. Ừ. Cái biển đi vào đường hẹp này gắn ở đâu vậy? Ở cái góc chỗ cái biển 50 chú ơi. Ờ. Biển Tây Vương kìa. Ờ. Thì chú đang đi đấy nó có một cái chuyển làn đấy. Ờ ờ. Cái đường dẫn lên đúng không? Ờ đúng rồi đúng rồi. Dẫn lên xong rồi chú đến cái đường kia nó có đường chuyển làn. Ờ đúng rồi. Ờ ờ. Đâu rộng nhỏ. Cái đầu cầu kìa. Ờ ờ thấy. Nhìn thấy. Rồi rồi. Nhập làng. Ngày mai là nặng không khiên phụ? Không cần chưa? Nặng không? Lối ra. Nặng lắm người vậy chứ nặng lắm. Thấy chưa? Cứ khiên cho mà nặng lắm có vậy chứ mình một làm nặng. Lối ra. Quá mấy biển này đẹp đẹp không ta? Ừ. Đây này với đồ can này dán ấy nè. Nè. Đồ can dán lột qua là xong. Cái đó giờ gắn liền luôn gì á? Liền cái gì giống ra? Lối ra. Quá kỹ không? Kỹ rồi. Ừ, kỹ. Anh này mà không kỹ, ai kỹ? Ừ. Không, mà lấy cái áo không lao rồi ra tôi quay dính trên thì ta nói quá trời luôn rồi. Không, mình phải làm thôi, mình hy sinh chuyện nhỏ để thành chuyện lớn, có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. 1, 2, 3 cái nhỏ nhỏ mà nhầm gì. Những cái cổ dê đó chứ cũng nặng lắm á. Những cái trụ cột của dây hết hồn á. Đâu phải ai mà cũng ừ. Dễ. Dày hết sức dày luôn. Quá nắng dưới tốc độ cao luôn mà mấy anh vẫn còn làm thì chứ. Đúng là nó cũng không nắng lắm mà tại vì mình leo trên cao quá. Ừ, cao nắng hết. Giống như mình cứ hình dung thử mình leo lên nhà từ 5-6. Nó giải phân cách rồi bắt đầu cái mình canh hai bên nhìn thấy nó đẹp. Đẹp. Cái miếng to này chắc dày lắm rồi. Miếng to này chắc dày lắm rồi. Nè. Miếng to này hết trơn. Còn dày lắm rồi. Ta nói gì với cây sắt này nè. Sắt nữa nè. Thích hồn ha. Đế. Cái biển mà báo 150 rồi đó. Mấy cái đế này dữ dữ. Nó kìa. Ừ. Mấy cái đó là nặng. Khủng khiếp luôn. Này xài chữ H. Này chữ H nè. Thì xài chữ H chịu mới nổi thôi. Đúc luôn ha. Ừ, dày dữ vô. Chỉ có hàng cái chân thôi chứ không có cái này đó. Ừ. Ừ, cái đế. Đế này đế chắc bao phân đó. Chữ H. Cái gì? Này hơn à. Này bao? Gần 4 phân. Xài chữ H không đó. Xài chữ H không? Đó mà hả? Ủa này hàng lại luôn rồi. Sơn xong rồi nó kéo đi kia. Giờ hàng nói dài đó.
coi như là một ống 6 mét rồi, giờ nó lại hai ống là thành 12 mét rồi đó bà con. Cảm ơn này thì xuống xe thì mình chia sẻ với bà con thì ống là 6 mét, giờ mình lại đây nữa là người ta hàng lại luôn rồi. Rồi, anh em ta hàng hết trơn đó. Sơn nữa hả? Còn sơn nữa hả? Sơn tại chỗ này luôn. Ừ. Thì cui luôn. Đây mấy anh công nhân hàng là hết, hàng ba cái ống này nói là hết trơn. Hàng là hết. Những ống tiếp này hàng là trơn luôn. Dấu hàng bon là hết 6 mét, giờ hàng là thành 12 mét hết trơn rồi bà con. Và mấy bên đây mình di chuyển bên đây coi, bên đây coi hôm nay thử coi phía dưới này có gì mới không bà con. Và hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, thì cũng xà lan đá rồi cô bé vậy thôi. Thì mấy anh em cũng múc đá lên vậy đó, làm bờ kè bỏ vô rọ này kia rồi vậy đó. Giờ này bắt đầu đứng nước là bắt đầu có thể là nước lớn rồi đó. Giờ này tầm 3 giờ luôn rồi. Rồi cái chiếc cần cẩu bà con nhìn thấy cái chiếc cần cẩu đang đúc cái ống ấy đâu không? Đang đúc ống cáp á. Đó, đang cho vô ngay chỗ cái đầu cáp, cái đầu chữ T, cái đầu chữ nó có mấy cái cùi cùi ra đó. Mấy anh đang ráp nó vô, ráp ngay chỗ cái đầu cáp cái cọng xanh xanh đó, từ ở trên đỉnh chữ A đưa dài xuống luôn đó. Rồi mấy anh đang ráp ngay chỗ cái góc đó. Quá nắng luôn mà coi. Giờ bà con nhìn thấy sáng luôn ha, sáng bóng luôn. Đang là vệ sinh sạch hết trơn luôn rồi đó. Đầy dài lên trên đó luôn đó, sáng hết trơn luôn rồi, bóng luôn, chuẩn bị lên nhựa rồi coi.
quay tôi cái hồi chú. Ừ. Coi quay tôi sao vậy? Quay vòng vòng chia sẻ cho bà con xem. Bà con xem cầu Nguyễn Thượng. Không đi quay cầu nữa, quay làm không ấy. Ừ. Con đang bị chả quay. Thiên nè, đang thiên. Cậu thông cảm ông đây, ông dạo bị mất nhớ rồi đó. Này chuyển đi, đi khiêng này chuyển đi. Kênh gì vậy? Khiêng này chuyển đi. Mình bên kênh gì á, biết chuyện nào coi được. Quay qua thiệt. Trời ơi, vừa qua nghiệm. Mấy giờ là lên đi gieo? Điều này là có phải không? Đóng tiền gì chứ hả? Ê! Đóng tiền gì luôn. Này bon cái này lại cũng công phu lắm á, cũng kỹ thuật lắm á, cho nó ngay. Bon là cho nó ngay. Này coi như là bon giáp luôn, bon giáp cạnh luôn. Bon là cho cắm tiếp nó ngay vậy mà. Đưa lên trên. Cá thiệt. Chết luôn. Đang chơi hai cái luôn hả? Ờ. Hai cái. Nó vậy là con mắt. Ừ. Nó là cái gì? Nãy là không. Cái xe bò đỏ mà không cho lên nữa. Không cho lên đâu. Không cho lên cầu luôn á. Vậy hả? Vậy hả? Ừ, bởi vậy nó đang ấy đây, nó là ship rồi. Nặng lắm, cây mộ ống là nặng lắm, 100 mấy chục ký luôn rồi. 120 ký. 120 hả? 120 ký. Vậy mời hỏi cái ông kia, ông tài xế ông ấy hồi làm cái kia 180 ký. Trời ơi, 180 ký mà hai người kia sao nổi. Ừ, 120 ký. Ừ, có 120 à. Bạn, thôi. Thấy tay. Thì đúng ra thì mấy anh nói là ở dưới trên đó cái nè. Nhưng mà lý do là ở trên nó giờ đang trộn để trả. Mới đẩy cây rồi, không thấy mà. Đang sụp keo cho nó. Cho nên là về nó ở dưới đây.
nhưng mà khi về chúng tôi đó tôi không chịu rồi gì nữa hả, di dời nữa hả? Ôi đừng cho băng cái đại nó nhõng của anh đó đây không thấy sao giờ lại anh chốt dạ. Thì nhân cũng di chuyển máy lên xíu xíu trên trên tí xíu để mình cập nhật cùng bà con mình ha, cho bà con xem luôn. Thì nói chung là ở đây là tới đây thôi đó, mấy anh không có cho lên nữa. Rồi tới chỗ khu ngay chỗ cái này là khe qua giảng đó thì mấy anh không cho lên đâu. Thì mình đứng xa xa thì được, cái xa thì mình quay máy cho bà con xem. Đây mấy anh cũng đang làm ngay chỗ cái đầu khe co giãn, mấy anh đang làm công việc có dàn giá này kìa, mình để sẵn đó, bên đây và bên kia luôn. Thì bà con nhìn thấy đây dài lên trên đó thì sạch ha, vệ sinh sạch luôn rồi đó. Vệ sinh sạch luôn. Ồ, chuẩn bị là lên nhựa rồi. Ở trên đó, tuốt ở trên đó mấy anh cũng đang làm công việc gì trên đó, đó. Chuẩn bị lên nhựa đó. Sạch luôn rồi nè. Rồi đó thì đang rút những cái đầu cáp lại đó. Ngay chỗ chiếc đó là đang rút. Đang rút mấy cái đầu cáp. Dạ mình thì cũng không có tiếp cận được gần gần mấy anh, cho nên bà con cũng thông cảm cho thiện nhân. Thì đây thì bây giờ mấy anh hàng cái này lại một cây là có chỉ có 120m thôi, vì cũng mới nghe nói là 120m một cây, mà một cây nó lại là 6m. Mới thì anh nói là cái đường kính kia tới 168. Đường kính ống đó, coi. Đường kính ống là tới 168 rồi. Rồi bây giờ là ha, mấy anh thợ đang nối lại hai ống thành một ống. Nối lại coi như là 12m. Nối lại hai ống thành ống thì 12m. Dạ thôi, đoạn clip mình cũng xin dẫn đoạn ở đây nha bà con ha. Dạ thì nhân bốn phương cũng xin tạm dừng video, cũng xin cảm ơn bà con đã đồng hành cùng thiện nhân bốn phương qua nhiều clip. Thiện nhân cũng xin cố gắng để làm video tiếp theo cho nó hoàn thiện hơn và cho nó đẹp đẽ hơn để cho bà con xem. Và thiện nhân cũng xin kính chúc cho quý bà con sẽ gần được nhiều sức khỏe. Và cũng xin kính chúc cho các anh thợ nè, cầu đường thì mấy anh làm thợ đây được nhiều sức khỏe. Và thôi thiện nhân xin tạm dừng video hết bà con ha, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Sắt đi lên trên kia đó bà con, và những cống tiếp như thế này lấy chiếc xe đẩy đi. Đi đó. Ôi.